Cách đây tròn 45 năm, trong hào khí của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 lịch sử, ngày 4 tháng 4 năm 1975, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã gửi bức điện đặc biệt cho Quân chủng Hải quân và Quân khu 5, giao nhiệm vụ giải phóng quần đảo Trường Sa. Bức điện ghi rõ, theo chỉ thị của Bộ Chính trị, Thường vụ Quân ủy giao nhiệm vụ cho Khu ủy, Quân khu ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân khẩn trương nghiên cứu kế hoạch tác chiến và tiến hành mọi công tác chuẩn bị để khi có thời cơ thì kịp thời giải phóng quần đảo Trường Sa, coi đó là một nhiệm vụ rất quan trọng. Chấp hành chỉ thị của Quân ủy Trung ương với phương châm thần tốc, táo bạo, bất ngờ và chắc thắng, Quân chủng Hải quân đã nhanh chóng chuẩn bị lực lượng, phối hợp với một bộ phận lực lượng của Quân khu 5, tranh thủ thời cơ tiến công giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Ngày 11 tháng 4 năm 1975, lực lượng của ta bí mật xuất phát từ Đà Nẵng và chọn đảo Song Tử Tây làm mục tiêu giải phóng đầu tiên. Rạng sáng ngày 14 tháng 4, quân ta bí mật đổ bộ, nhanh chóng giải phóng đảo Song Tử Tây. Phát huy khí thế tiến công thần tốc, thừa thắng xông lên, quân ta lần lượt giải phóng các đảo Sơn Ca ngày 25 tháng 4, Nam Yết ngày 27 tháng 4, Sinh Tồn ngày 28 tháng 4, Trường Sa 29 tháng 4. Chỉ trong thời gian ngắn, Quân chủng Hải quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, góp phần xứng đáng vào đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong đổ bộ trong đêm tối thì phải dựa vào là cái lực lượng của mình ấy, phải dựa vào sức nước và dựa vào là hướng gió. Cho nên là xác định cái hướng đổ bộ là rất quan trọng. Ở trên tàu thì anh còn nhìn thấy đảo lơ mơ trong tối, nhỏ nhỏ. Nhưng mà đấy là khi anh xuống nước rồi thì cả một khoảng không gian ban tối trở thành một bóng đêm hết. Cho nên nếu anh không dựa vào sóng, anh không dựa vào gió, vậy anh không dựa vào kinh nghiệm của cái chèo cho nó đều đấy, thì anh sẽ lệch hướng đổ bộ thành ra một cái điểm khác ngay. Trong 8 chiến công oanh liệt đã đi vào sử sách của Quân chủng Hải quân, có chiến công giải phóng các đảo trên quần đảo Trường Sa. Chuyến đi biển thần tốc, bất ngờ, đúng với tinh thần của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo các lực lượng tinh nhuệ quen với chiến trường sông biển, chỉ bằng kinh nghiệm và phán đoán của những thủy thủ từng trực tiếp tham gia vận chuyển tiếp tế vũ khí ở con đường Hồ Chí Minh trên biển. Xác định được vị trí đảo, trong đêm tối, thả chiến đấu viên đặc công bơi tiếp cận đảo, đánh chiếm bất ngờ và chiến thắng khi tờ mờ sáng. Những kinh nghiệm đi biển và tác chiến giải phóng đảo năm ấy vẫn còn nguyên giá trị. Bài học kinh nghiệm có ý nghĩa rất lớn đối với bộ đội hải quân và đặc công nước cho đến ngày nay, để chủ động không bị bất ngờ trong mọi tình huống bảo vệ chủ quyền biển đảo. 45 năm qua, lá cờ Tổ quốc tung bay trên quần đảo Trường Sa với một sức sống bền bỉ, mãnh liệt. Diện mạo và đời sống trên các đảo đã đổi khác, nhưng những ngày đầu gian khó luôn được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, Lữ đoàn 146, đoàn Trường Sa Anh Hùng giảng dạy nhắc nhở bộ đội trước khi đi thực hiện nhiệm vụ nơi đảo xa. Mỗi thế hệ thì có một cái nhìn nhận khác nhau. Thế nhưng mà tôi thấy rằng là cái truyền thống của quân đội ta cùng với truyền thống của dân tộc ta là từ xa cho đến nay đều không có gì là cản trở đến cái bước tiến. Thứ hai là luôn luôn là rèn luyện phấn đấu giữ vững tốt cái phẩm chất đạo đức của người quân nhân trách nhiệm, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của đảng và nhà nước sao để là không phụ lòng đấy đó là công lao của những người đi trước. Vấn đề là không phụ lòng đấy đó là cái mong đợi của nhân dân cả nước đối với Trường Sa. Tổ chức huấn luyện, rèn luyện và nêu cao cái tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, tổ chức quan sát kiểm soát tốt các mục tiêu trong phạm vi đảm nhiệm, tham mưu cho các cấp xử lý linh hoạt và đặc biệt là giữ vững cái đối sách theo đúng quan điểm chủ trương của Đảng, bảo vệ vững chắc chủ quyền 21 đảo 33 điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa. Trường Sa ngày càng vững vàng trong thế trận bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trường Sa ngày hôm nay đã ngày một khang trang hơn, hiện đại hơn. Những người lính Trường Sa luôn giữ vững đảo Tiền Tiêu, giữ vững sự bình yên trên biển, trên đất liền.
để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Vùng 4 Hải quân tổ chức huấn luyện gắn liền với thực hiện nhiệm vụ, gắn huấn luyện quân sự, chuyên môn nghiệp vụ với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, tích cực làm chủ vũ khí trang bị khí tài mới, hiện đại, đồng thời tăng cường huấn luyện khả năng cơ động, hiệp đồng và huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp. Chúng tôi tổ chức giáo dục cho bộ đội thông qua các cái thước phim tư liệu, hình ảnh tư liệu và bằng các cái hiện vật của các cái thế hệ cán bộ đi trước để cho bộ đội tái hiện được những cái cuộc sống khó khăn, vất vả của cha anh mình và cũng hết sức tự hào của cha anh mình để mọi người nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người chiến sĩ hải quân, người chiến sĩ Trường Sa. Biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ đã không tiếc mồ hôi công sức, vun đắp cho Trường Sa mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về tình đoàn kết quân dân, là chỗ dựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Cán bộ, chiến sĩ, quân, dân, các lực lượng trên đảo Trường Sa hôm nay nguyện đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, kế tục xứng đáng sự nghiệp của các thế hệ cha anh đi trước, ra sức học tập, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân trong tình hình mới, nâng cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao, quyết tâm huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, xây dựng nền nếp chính quy tốt, làm tốt công tác cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ ngư dân là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. 45 năm đã trôi qua, chiến công giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã trở thành một mốc son lịch sử, là một đóng góp to lớn vào đại thắng mùa xuân 1975. Phát huy tinh thần chiến công giải phóng quần đảo Trường Sa, cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân hôm nay luôn khắc phục khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.